Xin chào mừng toàn thể các bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Thì ngày hôm nay thì em Nam lên sóng để giới thiệu cho toàn thể tất cả các bác về bộ đôi sản phẩm tới từ nhà Power Shop. Thì ở đây thì em Nam cũng đã mở nội thất ra để chút nữa sẽ quay chi tiết cận cảnh để giới thiệu tới toàn thể tất cả các bác về hai model của dòng K series. Ở đây thì là K3 DSB, nguyên hộp shop mới tinh các bác nhá. Và ở bên đây thì K10 DSB, còn hộp xốp và lai lưu, một trong những model rất là nổi tiếng của dòng Power Shop và được các anh em yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc săn đón cũng như là đón nhận rất là nhiều. Và hôm nay nhân một vị khách hàng đặt hàng của bên shop của Hoàng Nam Audio mua một em Power Shop K10 DSB thì em Nam cũng sẽ test và giới thiệu tới toàn thể tất cả bác để các bác có thể nắm rõ chi tiết hơn, cũng như là giới thiệu về thông số kỹ thuật để các bác có thể nắm rõ hơn về chi tiết của cặp đôi Power Shop này các bác nhé. Đầu tiên thì em Nam muốn giới thiệu để gửi tới toàn thể các bác về dòng K series, dòng K3 DSB. Thì dòng K3 hay là K2, K3, K6, K8, K10 hay K20 thì cùng chung một dòng K series, nên là cái thiết kế ở bên ngoài thì các bác cũng thấy được rằng là em nó gần y chang như nhau, chỉ khác nhau mỗi là ở đây là có tên thôi, tên K series K3 DSB này hay K10 DSB, còn lại vẫn có chữ Power Shop. Và khác nhau nữa về size, kích thước, về công suất, về linh kiện bên trong nữa. Thì dòng càng bé, model càng bé thì công suất thì càng thấp, và model càng to thì là công suất càng lớn. Thì K20 là model lớn nhất và K2 là model nhỏ nhất các bác nhá. Thì ở đây thì con K3 thì cho một cái công suất đạt ngưỡng là 1400W tại 8 ohm và 2600W tại 4 ohm. Và em nó hỗ trợ đầy đủ tất cả các trở kháng đến tới 2 ohm các bác nhá. Nên các bác dùng những cái dòng loa khó tính hay là như thế nào thì vô tư thoải mái, không thành vấn đề. Và về dòng K10 thì sản sinh công suất 2000W tại một kênh tại 8 ohm và 4000W một kênh tại 4 ohm. Và đó là sự khác nhau giữa K3 DSB và K10 DSB. Chúng ta trước khi đi vào thì chúng ta sẽ khám phá vào nội thất bên trong của em K3 DSB mới nguyên hộp xốp này để xem bên trong em nó sử dụng những linh kiện như thế nào và hình thức ra sao các bác nhá. Thì hàng mới rồi nên là các bác không cần phải suy nghĩ bất cứ một vấn đề gì về chất lượng sản phẩm cả. Chỉ có là chúng ta phù hợp với sản phẩm nào thì chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm đó các bác nhá. Về linh kiện thì các bác cũng thấy là đặc trưng của dòng K3 hay là dòng Power Shop thì sử dụng rất nhiều các con tụ ở đây. Đấy, vì vậy tại sao cái công suất của em nó rất là lớn và chất âm của nó rất là hay và được đánh giá là một trong những thương hiệu top 1-2 thế giới hiện nay. Và sau đây em Nam sẽ đóng nắp của bộ đôi sản phẩm này vào và test chất âm để các bác có thể hình dung rõ ràng hơn, chi tiết hơn về bộ đôi sản phẩm này đó nhé. We'll be right back.
Thấy được rằng là em Nam cho các bác thưởng thức những cái giai điệu âm nhạc cực kỳ phê pha trên con K3 DSP thì em Nam tạm thời đánh súp các bác nhá, bởi vì em Nam đang test con Power Shop K10 DSP cho một vị khách hàng yêu quý của em Nam, và các bác cũng thấy là nguyên một dàn set GB được đánh trên con K3 và K10 thì các bác thấy được chất âm của nó quá là khủng khiếp khi mà kết hợp giữa súp và full của GB. GB thì chất âm của nó rất là tuyệt vời, rất là ngọt ngào và rất là chi tiết khi mà kết hợp với lại Power Shop. Mà Power Shop thì chúng ta cũng không cần phải dành những cái lời khen ngợi cho nó nữa rồi, bởi vì nó là thương hiệu số 1 thế giới hiện nay về dòng đẩy các bác nhé. Nên là khi mà các bác có nhu cầu chơi, tài chính của chúng ta dư dả thì chúng ta chơi luôn Power Shop, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải mất tiền để mà chúng ta nâng cấp hay là mất tiền học phí chúng ta thay đổi. Nếu mà chúng ta bỏ tiền mua những cái sản phẩm mà nó kém chất lượng hay là giá thành nó rẻ thì chúng ta mua về chúng ta lại đổi thì chúng ta lại mất tiền thôi. Đó thì đó là một cái những cái nơi em Nam muốn giới thiệu tới toàn thể bác để các bác có thể có thêm những cái lựa chọn để chúng ta chơi trong cái hệ thống âm thanh của chúng ta các bác nhá. Thì hiện tại thì em Nam xin phép kết thúc video ở đây để bàn giao chiếc con Power Shop K10 DSP này cho vị khách hàng của em Nam. Và bây giờ em xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau. Đừng quên ủng hộ em Nam bằng những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh. Em Nam chỉ còn một vài trăm lượt đăng ký kênh nữa thôi là em Nam sẽ tròn 10.000 lượt đăng ký kênh, một dấu mốc cực kỳ quan trọng đối với em Nam. Và sẽ có những chương trình tri ân vô cùng đặc sắc và rất là đặc biệt, có những cái món quà để gửi tới toàn thể các bác trong dịp thời gian sắp tới các bác nhá. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể bác.